Chào tất cả anh em đã quay trở lại với Black Mamba Venture, thì mình là Mizuroshima. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tập biểu đồ tổng giá trị vốn hóa của thị trường điện tử. Thì sau khi đóng nến lúc 7 giờ ngày hôm nay thì có một cây đâm thẳng xanh, rất là xanh, lên lại vùng 34 của cung H4. Thì nếu tiếp tục duy trì cái nến này, tiếp tục duy trì ở vùng này và tăng tiếp thì đây có thể là một tín hiệu khá là tốt. Nhưng mà vẫn trên cái plan là sideway của em thôi, nên là anh em cũng đừng quá kỳ vọng ở cái cây nến này của ngày hôm nay, trừ khi nào mà nó rớt được cái vùng tiếp tục là chúng ta vẫn kỳ vọng, trừ khi nào là nó rớt được cái vùng là 2.0 này thì chúng ta mới tiếp tục kỳ vọng tăng tiếp, còn không thì đây vẫn là vùng sideway nhé anh em. Thì chạc chạc total thì vẫn theo plan của em thôi, là nó vẫn sideways và nó đã chạm về cái vùng hỗ trợ 1.7 này tới 1 2 3 4 5 6 6 lần. Và đây tiếp tục là một cú bật lên, thì đây là một tín hiệu khá là tốt khi mà nó vẫn chưa phá vỡ cái vùng hỗ trợ 1.75 cho tới 1.8 này. Anh em, tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái chạc BTC. Đây thì cái chạc BTC thì ở thời điểm hiện tại cũng không, ngày hôm nay cũng tiếp tục là sáng ngày hôm nay có vẻ là có một tin gì đó khá là tốt này, khi khi mà cả thị trường đang bắt đầu xanh và chạc total market cap nó xanh thì BTC cũng tiếp tục xanh và nó chạy khi cái cú backtest tối ngày hôm qua nó xuống khá là sâu, nhưng mà có vẻ là nó sẽ tiếp tục theo cái plan của em là sẽ lên về lại cái vùng mà 43.99 43.977 đô này, 44.000 đấy nha anh em. Thì ở thời điểm hiện tại nếu mà anh em đang giữ giữ USDT thì vẫn cứ tiếp tục giữ giữ USDT thôi. Ngoài ra thì có thể vô các kèo mà em đăng trên channel trong khoảng từ 1 cho tới 2 tuần qua thì anh em vẫn có thể vào được, nhưng mà nhớ là anh em sẽ stop loss nhé. Tại vì thị trường ở thời điểm hiện tại đây là một thị trường sideways chứ không phải là một thị trường có xu hướng, nên là anh em ở thời điểm hiện tại ấy, sẽ có là những cái con mà nó có tin tức, nó bứt được tin tức thì nó sẽ bay rất là nhanh, sau đó là nó sẽ về lại vị trí ban đầu. Nên là nếu mà anh em mà kiểu đánh trong thị trường này, thị trường ngay lúc này ấy, thì nên chốt bớt, nếu mà có lời thì nên chốt bớt ra. Còn những anh em đánh future hoặc là future thì ở thời điểm hiện tại không nên đánh, tại vì thị trường này là thị trường không không có xu hướng và chúng ta đánh ấy, sẽ rất là khó để mà đánh nha anh em. Với lại một phần nữa là như anh em có thể thấy đây là cái trendline này, cái trendline và chúng ta đang nằm nó đang nằm ở gần cuối của cái mô hình rồi, nên là chúng ta ở thời điểm hiện tại chúng ta không nên đánh mà chúng ta nên đợi break một trong hai cặp thì chúng ta sẽ có xu hướng, thì lúc đó thì chúng ta sẽ dễ kiếm tiền hơn. Còn ở thời điểm hiện tại đang không có xu hướng nên là nếu mà chúng ta đánh ấy, thì nó rất là dễ sideways, giống như kiểu ngày hôm qua nó tăng lên một tí rồi nó lại bắt test rồi xong rồi nó tăng lên lại, hoặc là như ngày bữa trước đây, cái ngày 26 này, 26 27 nó đi rất là khó chịu và rất là không thể nào mà đánh được. Nếu mà anh em mà gồng kiểu đó swing hoặc là đánh dài dài ngày thì sẽ không thể nào chơi ở trong thị trường này, nên em khuyên anh em là ở thời điểm hiện tại cứ tạm thời đứng ngoài thị trường đi cái đã, khi nào mà có xu hướng rõ ràng rồi chúng ta sẽ chơi và nó sẽ dễ đánh hơn là so với thời điểm hiện tại nha anh em. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chạc BTC Dominant. Thì cái chạc BTC Dominant tối ngày hôm qua nó đã rớt xuống trên phía dưới phần trendline, nhưng mà hiện tại nó đang bắt test lên khá là cao, nên là vùng này chúng ta vẫn cần một cái trendline nữa để mà chờ đợi một cú backtest nha anh em. Nếu mà nó tiếp tục crack cái vùng trendline dưới này thì nó sẽ có khả năng xuống khá là cao khi mà nó nằm ở dưới, còn ở thời điểm hiện tại nó đang backtest lại cái vùng trendline lớn nè, và chưa, chúng ta vẫn đợi thêm thông tin của ngày hôm nay đi anh em, rồi chúng ta hẳn vào hàng, có nghĩa là chúng ta sẽ đợi BTC crack lên được đường trendline nè và vẫn duy trì được ở trên trendline nhé. Rồi tiếp theo là BTC Dominant nó sẽ rớt xuống và nó nằm dưới cái vùng trendline nhỏ này của em đang vẽ này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chạc USDT Dominant. Thì tối ngày hôm, sáng ngày hôm nay nó tiếp tục
rớt, nhưng mà nó cũng chỉ là khu vực sideways từ ngày 22 cho tới bây giờ thôi. Nó cũng không có gì có một xu hướng nào mới cả. Và có vẻ là cái khu vực kháng cự này khá là cứng này. Cái khu vực kháng cự 3.79 này khá là cứng. Khi mà nó đã backtest cái khu vực này rất là nhiều lần rồi, giống như chẹt total market cap ấy. Là nó backtest ở cái khu vực này rất là nhiều lần và nó không phải phá vỡ cái khu vực này. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn kỳ vọng là nó rớt xuống dưới trendline thì chúng ta sẽ mua lại được altcoin nha anh em. Đấy, thì trong ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục sẽ là chờ đợi một cái chạc rớt giống như bữa trước thôi. Nếu mà nó không rớt thì đây vẫn tiếp tục là một chạc sideways nha anh em. Ok, điểm qua những cái chạc thông tin cơ bản thì nếu mà ở trên H4 của USDT này thì ít nhất là chúng ta cần một cú breakout khỏi cái trendline nhỏ này. Còn nếu mà để mà xác định xu hướng thật là mạnh đấy thì chúng ta cần một cú break cái vùng hỗ trợ 3.38 này, ít nhất là vùng này. Thì sau khi break cái vùng này nó sẽ có một cú backtest, thì lúc đó chúng ta sẽ canh vào vào hàng ở tất cả các loại altcoin nha anh em. Còn nếu mà anh em muốn mua vô hàng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có những con ở trên channel em đã có call entry và TP và stop loss hết rồi, như cái FTM, AVAX, Celo, NIR, DOT nè, Polkadot cũng 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 đã có call. Còn nếu mà anh em bây giờ chưa vào thì chúng ta sẽ đợi rack lên khỏi trên line nè. Tất cả các chạy anh coi ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn cần một cái xác nhận đảo chiều nha anh em, xác nhận đảo chiều ở trên khung khung lớn, nên là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ đợi thôi, tiếp tục chờ đợi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video này, thì chúc anh em một ngày giao dịch thành công nhé.